Hello các bạn, nay mình bẫy dính một cặp chống máy các bạn, ngay ngã năm cặp lộ luôn, ngoài đường nha các bạn. Đây bẫy trên cây này, đây, cặp chống máy rất là hung dữ, rất là đẹp, mà mình chỉ luyện mồi chơi thôi các bạn, tại vì mồi của mình chưa có cứng, mồi non lên chưa có cứng, cho nên mình luyện mồi thôi chứ mình không bắt mồi, thì mình thả nó đây. Máy này chắc nuôi con rồi, đang thay lông nè. Máy này nuôi con rồi các bạn, tơ tả cho đang thay lông nè. Trống thì rất là đẹp. Trống này rất hung nha, khi máy dính là vô cứu liền. Trống này cũng có hiện tượng thay lông nè. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Mất tiêu rồi.